Rồi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ô Ngon Thật. Và chúc mừng năm mới. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 1 năm 2023. Mới đó mà rất là nhanh bước sang một năm mới rồi. Mến kính chúc tất cả những cái khán giả, những cái fan, những cái bạn mà luôn luôn ủng hộ và yêu mến kênh Ô Ngon Thật một năm nhiều sức khỏe, dồi dào, bình an và có nhiều thành công ha. Rồi, hôm qua là xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bảo Lộc để mà lên Linh Quy Pháp Ấn, cổng trời của Bảo Lộc ở trong quốc lộ 55. Thì sáng nay tham quan chụp hình Bay Flycam, làm một cái clip rồi. Bạn nào muốn biết được cái đường lên Linh Quy cổng trời như thế nào, rồi gửi xe ăn uống ra sao, thì xem lại cái clip đó của mình ha. Bây giờ mình tiếp tục cái hành trình đi về Đà Lạt. Thì sau lưng mình á là cái tuyến quốc lộ 20. Cách đây 100m đó là mình vừa rẽ từ quốc lộ 55 ra. Thì bây giờ mình sẽ đi thẳng để mà về từ quốc lộ 55 ra. Nếu mà rẽ trái thì đi về thành phố Hồ Chí Minh, còn rẽ phải thì đi về Đà Lạt. Còn khoảng 100km nữa thôi. Để mình quay cái camera sau lại ha. Đó, đây. Đây là cái đường quốc lộ 20. Xe cộ rất là nhiều, xe Phương Trang, Thành Bưởi cũng như là những cái bạn phượt, bạn đi du lịch đi về đường này khá là nhiều luôn. Đó, hướng này là các bạn đi về Đà Lạt. Còn hướng này là các bạn đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cổ chỗ cái xe ra vô xe tải đó là cái hướng đó là đi về quốc lộ 55. Rồi, các bạn xem tiếp hành trình của mình nha. Tiếp tục cái hành trình đi về thành phố Đà Lạt của tụi mình trong dịp lễ Tết Dương lịch 2023. Thì tụi mình đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 20, đoạn từ thành phố Bảo Lộc đi về thành phố Đà Lạt. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 100km, đi qua địa phận Di Linh nè, rồi Đức Trọng nè, lên trên kia điểm cuối cùng là đèo Fren, một trong những cái tuyến đường đèo khá là đẹp. Nói về quốc lộ 20, đây là một cái tuyến đường khá là quen thuộc đối với những cái du khách mà đi du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đà Lạt. Nhưng mà đa phần á, là xe khách sẽ chở các bạn đi vào ban đêm, nên là sẽ không có cái cơ hội gọi là ngắm cảnh trên cái cung đường này. Đối với những cái bạn mà đi phượt thì đây là cái tuyến đường quá là quen thuộc, vì đây là cái tuyến đường chính, cái tuyến đường mà thuận tiện nhất để mà các bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt. Các bạn cũng có thể là chọn những cái tuyến đường khác nhau. Mình lấy ví dụ như nếu bạn nào ở Khánh Hòa, Nha Trang thì đi bằng đường đèo Khánh Lê. Các bạn ở Phan Rang, Tháp Chàm thì đi bằng đèo Sông Pha. Các bạn ở Buôn Mê Thuột thì các bạn chọn đường quốc lộ 27. Nhưng bạn nào ở Hồ Chí Minh, ở Bình Dương hoặc là ở Đồng Nai, Vũng Tàu thì chắc chắn các bạn sẽ đi bằng cái tuyến quốc lộ 20 này. Tuyến quốc lộ 20 điểm đầu tiên là ngay cái ngã ba Dầu Dây nối với quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, đi lên Định Quán này, rồi đi lên đèo Bảo Lộc, đi lên thành phố Bảo Lộc, rồi đi về Di Linh, Đức Trọng, rồi sau đó mới lên thành phố Đà Lạt. Toàn tuyến quốc lộ 20 thì có chiều dài gần 300km, đi qua nhiều cái địa hình cao thấp khác nhau nên là cái tuyến đường này khá là đẹp. Vào những cái tháng kia này, những cái tháng như là tháng 6, tháng 7, tháng 8, bạn mà đi cái tuyến đường này thì có rất là nhiều sương mù, nên là tha hồ đứng lại ngắm cảnh rồi tham quan chụp hình khá là đẹp luôn, khá là vi vu. Nên là mình nghĩ trong cái cuộc đời tuổi trẻ của các bạn phải một lần lái xe máy đi trên những cái tuyến đường như thế này, không chỉ là tuyến quốc lộ 20 mà còn những cái tuyến khác nữa khá là đẹp. Ở clip sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tuyến đường đi Đà Lạt, một cái tuyến đường không phải là mới mà nói chung cũng khá là lâu rồi. Đây là cái tuyến đường cũng ít người biết đến, đi song song với quốc lộ 20, qua những cái ngọn đồi này, qua rất là nhiều những cái thắng cảnh khác nhau và có những cái cung đường đèo khá là nguy hiểm, đặc biệt là đi qua những cái đập thủy điện của Đồng Nai. Đó là cái tuyến đường DT725. Tuy rằng hơi xa nhưng mà khi mà đi cái tuyến đường đó thì các bạn sẽ được rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau. Quay trở lại với tuyến đường quốc lộ 20, đây là một cái tuyến đường mà mình nghĩ rằng là vài năm trở lại đây cái phương tiện tham gia giao thông càng ngày nó càng đông hơn,
Mình còn nhớ vào những năm 25-26 khi mà mình mới đi Đà Lạt lần đầu tiên thì tuyến đường này còn khá là vắng. Ngày đó thì xe máy các bạn đi phượt cũng ít, rồi xe ô tô, xe khách cũng khá là ít. Còn bây giờ là khá là đông rồi, cái phương tiện tham gia đông nên là có những lúc mà kẹt xe, những cái ngày lễ hay ngày cuối tuần á, thì báo chí nói là cái tuyến quốc lộ 20 này kẹt xe đó là chuyện bình thường, đặc biệt là ở tuyến đường đèo Phà Ren và tuyến đèo Bảo Lộc. Khi mà lên gần tới Đà Lạt thì các bạn sẽ đi qua cái tuyến đường đèo Phà Ren. Đây là cái tuyến đường đèo khá là thân thiện, và trong cái clip các bạn đang thấy rằng mình di chuyển trên cái tuyến đèo Phà Ren. Tuyến đường này á, là cũng có nhiều cái khúc cua nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng đèo Bảo Lộc, cũng như là không có vực sâu như đèo Bảo Lộc. Vì sao mình nói đây là cái tuyến đường thân thiện? Vì tuyến đường này á, là lên ở độ cao là gần 1.500m nên là không khí khá là mát mẻ, trong lành này. Rồi rất là nhiều những cái đồi thông, những cái cây thông tạo cho ta cái cảm giác rất là thoải mái. Những cái đồi thông xanh mướt trải dài luôn, nên là cái cảnh quan rất là đẹp. Đặc biệt các bạn đi vào cái mùa mưa, hoặc là đi vào buổi tối, đi vào buổi sáng sớm, những cái tháng như là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 thì đèo này khá là nhiều sương mù, rất là nhiều sương mù, rất là nguy hiểm khi mà các bạn tham gia giao thông. Nên trước đây các bạn phượt mình như mình thì thường gắn thêm cái đèn phá sương, đèn phá sương, đèn vàng phá sương ngoài cái đèn trợ sáng L4 như các bạn thường thấy. Khi mà đi trên cái tuyến đường đèo này thì mình đi khá là chậm để mà quay phim, để mà dừng lại chụp hình. Mình thấy rằng cái tuyến đường này khá là hẹp, chỉ có một cái làn xe đi và một cái làn xe về thôi. Ngày nay là cái phương tiện tham gia, giao thông qua cái đèo này khá là đông. Ngồi xe máy thì mình thấy còn có xe ô tô con 4 chỗ, 7 chỗ, rồi những cái xe khách, xe du lịch đi trên cái tuyến đường đèo này khá là nhiều luôn. Nên là khi mà các bạn đi lên trên này thì cũng lưu ý đi chậm thôi. Đèo này cũng có những cái khúc cua rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đứng lại chúng ta chụp hình góc rộng thì sẽ cho những cái bộ ảnh khá là lung linh. Khi mà đi qua hết đèo Phà Ren này thì chúng ta sẽ đến với thành phố Đà Lạt. Cái đích đến của chúng ta đó là thành phố Đà Lạt, cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km, vượt cái chặng đường 300 km, qua nhiều địa hình và qua nhiều cái cung đường khác nhau thì mình cảm thấy rất là thú vị, chinh phục được một cái chuyến đi thì phải nói là rất là thích thú. Và bây giờ mình sẽ quay cảnh bay flycam ở những cái đoạn đồi thông này, những cái đoạn đường đèo này, những cái cung đường uốn lượn quanh co, cũng như là vài cái thắng cảnh ở Đà Lạt. Trong cái chuyến đi này thì mình sẽ up rất là nhiều clip lên kênh YouTube Ồ Ngon Thật, và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và xem tiếp cái hành trình của tụi mình nha. Khi mà vừa qua hết đèo Phà Ren thì các bạn sẽ đến với trung tâm thành phố Đà Lạt và đến ngay cái trung tâm bờ hồ. Tại đây là cái trung tâm mà đi vòng vòng ở Đà Lạt thì cũng quay ra Hồ Xuân Hương. Và mình thấy bờ hồ này khá là đẹp, dù ban ngày hay ban đêm thì qua clip các bạn thấy rồi. Sau đó thì tụi mình có đi nhiều nơi lắm. Mình có đi đồi chì Cầu Đất này. Đây là một trong những cái địa điểm mà khá là nổi tiếng, và bây giờ nó nổi tiếng nhiều hơn nhờ có những cái điện gió, rồi nhờ có những cái đoạn đường mà nó chiêu sóng ảo. Vừa rồi có nhiều cái diễn viên, ca sĩ, những cái bạn trẻ họ lên, họ chụp hình và quay clip về rất là nổi tiếng. Thì bây giờ mình đi lại, nhưng mà tiếc cái là hôm nay không có săn mây được. Mình có ghé qua một cái địa điểm nữa cũng khá là được những cái du khách tham quan, đó là trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Cái này mình sẽ làm một cái clip riêng ha. Thì ở đây lên hình thì rất là đẹp luôn. Đợt này mình đi thì trúng vào cái dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, chào đón năm 2023. Nên là thành phố đợt này rất là nhiều hoa, bạc ngàn hoa luôn. Nếu mà có dịp á, các bạn nên lấy xe máy để mà đi ra những cái vùng ven, những cái vùng ngoại ô, những cái vùng mà xa trung tâm của Đà Lạt. Ở đó các bạn sẽ thấy những cái cung đường khá là đẹp như thế này. Đây là một cái cung đường chữ S mà mình nghĩ là đẹp nhất Đà Lạt luôn. Cái cung đường này
đúng là chữ S thật. Qua những cái ngọn đồi và những cái đồi thông ở đây khá là xanh, khá là mướt luôn. Cái cung đường này khi mà lái xe máy qua cực kỳ đã, đường bao đẹp luôn, bao phê luôn. Đứng đây chụp một tấm hình góc rộng thì phải nói cực kỳ là chiêu. Trong cái cuộc đời mà đi phượt mà gặp những cái tuyến đường đẹp như thế này thì không thể nào bỏ qua rồi. Đấy, các bạn có thể là đi vào những cái buổi sáng, những buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, 8 giờ, thời tiết khá là mát mẻ, nhiều sương. Hoặc là như mình nè, khi mà lên tới Đà Lạt thì chiều đó mình xách xe máy mình đi luôn. Thì bây giờ tầm khoảng 4 giờ chiều nên là nắng khá là mát mẻ, khá là dịu. Trên này mùa này thời tiết Đà Lạt cũng hơi lạnh lạnh các bạn, tầm khoảng 15-16 độ gì đó. Ban ngày thì có thể là 17 hay 18 độ. Nói chung là khá là thích hợp cho những cái bạn nào mà không phải ở Lâm Đồng, ở những cái tỉnh khác đến thì khá là thú vị. Những cái cung đường đèo mà ở đây á, thì không có chê vào đâu được rồi. Đi qua những cái ngọn đồi, và khi mà qua những cái ngọn đồi á, thì những cái cung đường nó một là xẻ đồi, hai là uốn lượn theo những cái đồi đó để mà lên dòng xuống dốc. Nếu như là cái ống nước hoặc là như con rắn con trăng mà lượn lượn quanh co trên cái cung đường vậy các bạn, thì khá là đẹp. Tại vì khi mà bạn đi bằng xe máy thì chúng ta chưa có cảm nhận hết được cái vẻ đẹp của cái tuyến đường đó, và phải nhờ đến một cái thiết bị bay như flycam thì chúng ta mới có một cái góc nhìn từ ở trên cao. Khi mà cái góc nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ có được một cái nhìn tổng thể về cái cung đường này thì khá là đẹp luôn. Đó, các bạn xem cái clip flycam thì các bạn cũng nhận xét được rồi đúng không? Khá là đẹp luôn. Đây là những cái tuyến đường nằm xa trung tâm ở vùng ngoại ô. Thường thì cách Đà Lạt khoảng 15 km, 20 km, hoặc là xa hơn nữa. Các bạn phải đi về, mình lấy ví dụ như là đi vào thung lũng Vàng này, đi vào làng Cù Lòng, hay là đi về Lạc Dương, đi về Lang Biang, hoặc là đi về Đờ Ran á, thì mới có những cái cung đường đèo uốn lượn quanh co như thế này. Còn trong thành phố Đà Lạt thì nhà cửa chằng chịt rồi. Chúng ta đâu thể nào mà có được những cái cung đường đèo nó trống trải, nó vắng vẻ như thế này đúng không? Đôi khi á, mình quay những cái cung đường đèo như thế này và mình về mình quên mất là đoạn nào luôn. Đấy, tại vì rất là nhiều, bắt gặp được cái khoảnh khắc hoặc là cái nơi nào đẹp, mình dừng lại mình sẽ quay phim chụp hình. Cái đoạn này là mình đi vào một cái lãnh địa khỉ ho cò gáy, rất là xa, xa trung tâm Đà Lạt cực kỳ xa luôn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 35 km. Đó, và vào tới trong này thì rất là nhiều sương mù. Khi mà bay flycam á thì sương mù dày đặc luôn, nhưng mà cái cảnh tượng lên thì phải nói thật sự là rất là đẹp. Giống như chúng ta đang ở trong một cái gì đó huyền ảo, rồi chúng ta vào trong một cái bầu trong lành, nhìn những cái cung đường và những cái đồi thông. Ở giữa những cái đường thông như thế có một cái cung đường màu xám màu đen bắn ngang qua như thế, thì cái cảnh tượng rất là tuyệt vời. Vào trong này thì khá là lạnh, xa dân cư các bạn. Mình chạy mấy chục km luôn mà hầu như là không thấy nhà dân. Lâu lâu như thế thì mới thấy một hai người họ đi xe máy hoặc là đi ô tô để mà đi ngược lại hoặc là đi cùng chiều với mình. Khi mà mình hỏi thăm thì được biết là đường này dẫn đi vào một cái xã của bà con người đồng bào thì rất là xa, còn tầm khoảng 5 cây nữa mới đến một cái khu dân cư, rồi khoảng 15 đến 20 km nữa mới đến ủy ban xã, thì khá là xa. Mình sợ là không đủ xăng nên là thôi mình quay về. Và khi mà các bạn dùng xe máy để đi vòng quanh vùng ven của thành phố Đà Lạt á, thì các bạn đừng có nên xem Google Maps, các bạn cứ đi thoải mái vi vu. Chúng ta sẽ phát hiện được những cái cung đường khá là đẹp, những cái cung đường mà chúng ta cái cảm giác rất là bất ngờ. Ngoài cái việc mà uốn lượn quanh co thì sẽ lên dòng xuống dốc, tạo cho chúng ta cái cảm giác chạy xe mà vừa lo vừa sợ mà vừa nhìn cái cảnh quan thiên nhiên rất là tuyệt. Đặc sản ở Đà Lạt là những cái khu rừng thông. Những cái khu rừng thông ở trong này thì phải nói thật sự là bạt ngàn luôn. Đợt này mình đi vào lại cầu La Bá nên là mình lấy flycam mình bay nguyên cái khu vực trong này. Qua cái ống kính flycam thì các bạn thấy rồi, nguyên cái khu vực núi non trùng trùng điệp điệp rất là hùng vĩ. Những cái ngọn đồi mà toàn bộ là thông không à các bạn.
và mình sẽ làm một cái clip riêng để mà đi vào cầu La Bá, hướng dẫn đường đi cho các bạn. Đây là một cái cây cầu treo mà mình thấy khá là đẹp, đẹp nhất của tỉnh Lâm Đồng và đẹp nhất Tây Nguyên luôn. Đường đi vào đây thì rất là khó đi, nhưng mà ít nhất cũng dễ đi hơn vài năm trước, vì bây giờ nhà nước đã bắt đầu làm đường bê tông, có những đoạn đường bê tông rồi, chỉ có đoạn sâu ở trong này thì đường khá là hẹp, khá là nhỏ đi. Ở trong này cũng có dân cư nha các bạn, ở trong này cũng có những cái hộ dân, người ta họ vào trong này họ trồng trọt, họ chăn nuôi, họ làm nông trường, nông trại ở trong này, nên là đường ở trong này tuy rằng vắng nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng cũng có bà con di chuyển đi vào trong này. Và mình thấy xa xa như thế cũng có nhà dân và người ta sống ở trong này thì phải nói thật sự là khá là tuyệt vời. Không khí khá là trong lành luôn. Ở trên này thì hít thở không khí trong lành. Quanh năm thì thời tiết mát mẻ, rất là dễ chịu. Hy vọng qua đây thì các bạn có được những cái nhìn ở trên cao về những cái vùng ven của thành phố Đà Lạt. Sau đó thì mình sẽ có những cái clip cụ thể hơn như là đi thung lũng vàng này, đi lãnh địa khỉ ho cò gáy này, đi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt này, hoặc là đi đồi chè Cầu Đất và những cái địa điểm khác nhau nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh YouTube của Ô Ngon Thật, và mình sẽ ra nhiều cái clip đi phượt khác nhau để mà cho các bạn xem ha.